Ồ, nó làm thành một cái bàn. Cái bàn nó ngồi nó chơi dễ nè các bạn, nó ngồi nó uống bia rồi. Cái này có lý đó ta. Wow. Chiếc này một cái thùng khá lớn các bạn, thùng này chắc phải cần ít nhất xe SUV mới chở đi được á. Súng nước nè. Ồ, cái này có đạn quá chừng người ta. Hai cây mà nó để đạn quá chừng luôn, tại đạn này hay mất quá. Wow, khá là đẹp. Ồ, chiếc này đẹp quá ha. Ồ, quay bạn coi nha. Ok các bạn, mùa này Costco nó chuẩn bị nó bán hoa cúc rồi nha. Cúc mâm xôi màu vàng với lại màu tím, khá lớn nha, một chậu khá lớn nha. Đó, bông nè các bạn. Đó, chậu khá lớn nha. Đó, màu đỏ. Rồi gần mùa lễ thì thấy nó bày ra nó bán mấy cái cây bonsai cũng khá đẹp nè các bạn. Cái cây này là 25 đồng, 25 đồng. Nhìn cái design cũng khá đẹp ha. Nè các bạn, cho bạn coi cái design nè ha. Nó có cái cầu, nó có cái cầu rồi xong rồi nó có cái cây cây tùng đó các bạn, cây tùng, cái bách đó. Nó có cái bánh trung thu với con thỏ nha. Cái này là nó làm để nó bán lễ trung thu nè các bạn. Trung thu ngồi dưới gốc tùng, gốc bánh, gốc bách, mình ăn bánh trung thu nè. Đó. Đó, các bạn. Rồi ngoài cái bonsai ra thì có cây Lucky Bamboo, nó đang khá là đẹp. Nó đang khá là đẹp nha. 19 đồng. Các bạn, đó, nó là cái chậu của nó luôn nè. Đó. Rồi mình thấy có hai cái loại này thôi. Đó, hai cái loại cây này. Nhìn cũng khá đẹp các bạn. Trung thu. Cho Tết Trung thu. Nó đang cái cây này cũng khá đẹp ha. Các bạn coi, nó đang cây này cũng nhiều à, cũng bỏ ra cũng nhiều à ha. Rồi bên này cũng thấy nó bỏ cái đó thôi, cũng cái cây đó thôi. Rồi có cây lan trắng nè, lan trắng 15 đồng. Lan gì bông bự dữ trời. Lan bông khá bự rồi ta, 15. Cây này cây lá. Qua bên này coi nó để cây gì nữa không. Cũng là cây Lucky Bamboo. Đó, tại vì lâu lâu nó ra nhiều cái loại cây khác nhau cho nên mình quay cho các bạn coi chơi. Còn cái cây này là những cái cây cây gọi là nhiệt đới hả ta, cây lá thôi nha các bạn, nó lá thì nó héo rồi, nó ít quá lá. Cái cây này giống cái cây không biết tên nữa mọi người, giống như cái cây cái lá nó giống như cái lá gì vậy ta, thôi mình không biết các bạn ơi. Coi cái lá nè, lá gì không biết, cái vỏ cái lá gì vậy? Đó, không biết lá gì các bạn ơi, thua cây lá thôi. Cây lá có những cái trầu bà này nọ. Cúc mâm xôi khá bự các bạn, nó bán rẻ thiệt á. Nè các bạn, cúc mâm xôi nè, khá là bự luôn á, còn coi cái bàn tay mà nè các bạn.
Trời ơi, nó chà bá luôn, nó quá chừng. Nhưng mà bông cúc này thì mình mua về mình chơi, mình chưng xong rồi thì không có trồng lại được nha bạn. Ồ, có loại nó mix với nhau màu màu vàng với màu tím luôn hả ta. Ồ, khá bự các bạn. Một cái mâm xôi, gọi là mâm xôi khá bự, cái này nó phình ra bự lắm các bạn ơi. Wow, bán rẻ quá. Wow, khá là bự các bạn. Trời ơi, nào nấy bự, bự giả man luôn. Wow, Costco bán tượng hang đá lớn quá các bạn. Ồ, cái size này, cái size này trưng ngoài sân đó chứ. Một bộ chín nhân vật nha các bạn, 40 inch á. Wow, cái này lớn quá các bạn ơi, bộ hang đá lớn thiệt á. Wow, quay sơ sơ cho các bạn coi, bạn nào thích nha. Nhưng mà cái này trưng ngoài sân hay là đâu chứ, nhà nào trưng có cái không gian bỏ cái bộ này vô là hơi, cũng hơi khủng á. Wow, to quá các bạn, khá to luôn ha. Cũng có bộ hang đá nhỏ nữa nhưng mà nó không có trưng ra cho mình quay cho các bạn coi. Chắc bữa nào nó bỏ ra rồi mình quay cho các bạn coi. Cái này cũng cái này tới 14 feet nhưng mà cái bộ nhỏ hơn nha. Mình quay cái đồ trang trí Noel cho các bạn coi nha. Cũng có cái bộ trưng Noel. Cái bộ nhỏ là 14, cái bộ nhỏ 14, 14 piece là 100 đồng các bạn. Wow. Còn này là cái hai cây thông tuyết có đèn bên trong. Wow. 69 đồng à, 69 đồng. Wow, còn cái bộ lantern cho Noel nè các bạn, cho Giáng sinh nè. Wow. Làm 9 đồng một cái hả bạn. Quay sơ cho bạn coi chơi nha. Đó, này là snowman người tuyết nè. Này là cây thông. Ủa, nó có đèn, nó không bật đèn đâu. Cái bộ Disney Holiday Village, cái làng Giáng sinh. À, cũng khá đẹp các bạn. 130 đồng. Này cũng khá đẹp ha. Này nó có đèn, có nhạc luôn chứ không. À. The Grinch. Ok. Cái con Grinch nè các bạn, cái con Grinch này là nó ăn cắp, nó chuyên môn đi ăn cắp lễ Giáng sinh nè, đi ăn cắp cây thông của mấy người trang trí Giáng sinh, là nó ăn cắp đồ các bạn cẩn thận nha, phải nó vô nhà nó ăn cắp á. Ok. 50. Rồi này là cái một cặp Mickey Mouse với Mimi, Minnie Mouse, 50 hả ta, 50 một con đó chứ ha, 50 một con đó chứ.
Rồi ở đây là có con penguin, con chim cánh cụt nha các bạn. Rồi nó khá to nha. Wow, nó khá to ha. Khá to. Bên đây là cái cột đèn Giáng sinh luôn. Ôi đèn đẹp quá ha, đèn nó chiếu đẹp quá ha. Wow. $99 nha các bạn. Wow, đèn này chiếu khá đẹp ha. Wow. Wow, năm nay nó có bán cái bộ đèn để trang trí nhà. Cái bộ đèn LED các bạn. Wow. Bán nhiều. 330. Ok, cái này thì mình mua về mình chỉ cần gắn lên một lần thôi các bạn, rồi tới ngày lễ nào đó thì mình bật lên mình theo cái màu của ngày lễ đó ha. Cái hình cũng khá đẹp á. Này là bán nơ. Này ngôi sao may mắn cho năm 2024 này các bạn. Giá nhiều, giá $55. Cái này để ai mà thích kiểu giống như là sưu tầm các bạn, collect á, mỗi năm sau bông tuyết may mắn ha. Ok, khá đẹp ha. Rồi năm nay coi cái này là mấy cái để mình cái thác á các bạn, cái thác để mình tặng quà rồi mình ghi tên vô á. $13 ha. Rồi nó có tất cả các loại loại dây ribbon cho ngày lễ Giáng sinh rồi luôn nữa các bạn, dễ thương quá ha. Wow, 50 gia, một cuốn 50 gia là $8. Còn nhiều cái đẹp quá, còn mấy dây đẹp thiệt đó chứ ha. Wow. Khá dễ thương các bạn ha. Quá trình wow, quá trình dây đẹp luôn. Ồ, ngoài Costco nó có bán chiếc xe đua đẹp quá các bạn. Segway Go-Kart Pro 2. Wow. Chiếc này một cái thùng khá lớn các bạn. Thùng này chắc phải cần ít nhất xe SUV mới chở đi được á. Ồ, oh, màn chiếc này
Chiếc này ngầu hơn, chứ này mua một chiếc về chạy thử được các bạn. Wow. Có đuôi rồi nữa. Wow. Cái này là cái cây nó có thể extend rồi nha các bạn, nó có thể kéo dài, kéo tùy theo cái người lớn hay người nhỏ nha. Chân ga chân thắng nè. Wow. Chân ga chân thắng, quay cho các bạn coi chơi nha. Ghế ngồi. Wow, ngầu ha. Ra chim thắng nhúng nhiếc rồi tới cờ nữa hả ta, 1600. Wow, 1600 có cờ nữa. Wow, đẹp quá. Ồ, chạy bằng điện hả ta, có điện cắm nè, cắm điện như đây hả, xe điện ha. Wow, máy game hả. Wow, máy game. Mấy game này 600. 600 ha. Mình chơi game gì đây? Ồ, mấy cái game classic hồi xưa đó các bạn. Đây là game phóng phi tiêu. Wow, nó có bảng điện tử luôn nè. Wow, này là có game phóng phi tiêu, bạn, nó có bảng điện tử luôn hả. Game Pac-Man. Game ăn bánh ha. 200 game này. Pac-Man Pub Table. Ồ, nó làm thành một cái bàn. Cái bàn nó ngồi nó chơi dễ nè các bạn, nó ngồi nó uống bia rồi. Ồ, cái này có lý đó ta. Ngồi uống nước rồi chơi game các bạn. Ô, cái này hay quá ha. Wow, cái này hay nè các bạn. Cái này hay nè, cái này có lý nè. Bắt ghế lên ngồi giống như cái bàn nha, xong rồi chơi game. Vừa uống bia, vừa nói chuyện, vừa bấm game. Cái này hay nè ha. Wow, cái này có lý á. Cái idea có lý á. Có bán Xbox với lại PlayStation 5 luôn ha. Cái Xbox nó đang sale 50 đồng. Còn 450. Ồ, cái PlayStation Slim Bundle này đẹp quá ta. Nó không sale. 580. Có Nintendo Switch Bundle. Cái này nhiều đây. 400. Ồ, nó có máy hát karaoke mini luôn. 200. Các bạn có hai cái microphone, ơi có một cái, hai cái, ồ có hai cái microphone các bạn. Mini màn ảnh cũng mini luôn các bạn. Đó. Wow, có bộ súng khủng quá các bạn. Bộ súng, hai cái súng. Súng đồ chơi nha các bạn nha. Wow. Bán nhiêu đây?
32 đồng. Còn súng nước là 19-20 đồng cái súng nước nè các bạn. Cái súng nước là 19-20 đồng. Còn cái bộ này là 33 đồng. Wow, dễ bắn nhau đã luôn. Wow, súng nước nè. Ồ, cái này có đạn quá chừng người ta. Hai cây mà nó để đạn quá chừng luôn, tại đạn này hay mất quá. À, súng ngầu đẹp quá ha. À, sơn đẹp ha. Rồi, vòng vòng đồ chơi này nó bán xe gì đây? Nó bán xe, bộ xe đồ chơi. Bộ xe đồ chơi tới 30 đồng luôn hả? À, xe control các bạn. Xe remote control nha. Đua, xe đua 2 chiếc 30 đồng. Cũng được hả? Nhưng mà cái này nhìn nó không có được giá cũng được, 30 2 chiếc cũng được. Nó chỉ có Iron Man với lại Spider-Man thôi. Có hai design thôi. Mấy đồ chơi này, nít nhỏ nhỏ thôi. Ủa, còn nó bán cái gì cái... mấy cái thẻ đẹp các bạn. Wow. Này cho gì vậy ta? Magic The Gathering. Bộ này mình không biết các bạn, quay cho bạn coi thôi nha. Đẹp lắm. Nó có mấy cái card nó in đẹp rồi ta. Wow, mấy card nó in kiểu như là 3D đẹp quá các bạn. March of the Machine là gì bạn, game hay là gì á, mình không rành mấy này. Này chắc mấy người thích collect mấy cái thẻ này. Mình không có rành các bạn ơi. Quay cho các bạn coi năm nay cái collect gì nó có, nó đang có ở đây nha. 44 đồng. Wow, 44 đồng. 44 đồng cái thẻ này. Ồ, nó có hai bộ hả ta? Nó có hai bộ, một bộ là... Quay cho bạn coi, một bộ là cái này. Có hai bộ. Rồi, Pokemon Elite Trainer Box, coi nó có cái gì hôm nay. Ồ, Pokemon năm nào nó cũng bán nha các bạn. Thì năm nay nó ra cái hộp Elite luôn nè. Ồ, hộp chắc mấy con trong này nó ngầu lắm sao. Ồ, mấy con này mấy con khủng luôn hay sao. Hai hộp các bạn. Ồ, một cái combo nữa nè, hai hộp 73 đồng. Này là baseball. Mấy cái thẻ baseball. Wow. Wow, có đủ thứ các bạn ơi. Mấy này mình không có lát thì mình không rành, mình quay lên. Cái này tới 34 đồng. Nó có Lego, nó có năm nay nó có hai chiếc xe. Mình lấy nó để đây nè, mình lấy cho các bạn coi. Wow.
đẹp quá ha. Đây giống hộp nè các bạn. Để mình quay cho các bạn coi nha. Oh man, đẹp ha. 40 một chiếc. Wow, nó làm cũng khá là đẹp. Làm khá là đẹp. Wow, chiếc này là chiếc gì đây? Condisset gì đây? Chiếc này chiếc Condisset gì nè các bạn. Đó, chiếc này nè. Wow, đẹp quá ha. Quay các bạn kỹ kỹ, các bạn thích làm quà. Tại mấy chiếc này mình làm quà cũng hay các bạn. Mình chơi, mình xếp rồi mình để dành, mình chân cũng khá hay. Wow, khá đẹp. Wow. Đến chiếc này. Chiếc này là chiếc gì đây? Chiếc McLaren. McLaren xe đua các bạn. Đây dưới này nè. Hộp nó nè. Formula E ha. Formula E là nào đây? Ồ, chiếc này đẹp quá ha. Ồ, quay cho bạn coi nha. Chiếc này cũng 40 nha các bạn. Hai chiếc đồng giá nha, 40 nha. Wow. Wow, đẹp quá các bạn. Chiếc này xe đua chứ không phải là... Như chiếc này không biết nó có approve, nó có approve cho street không, chạy ngoài đường không, nhìn này chứ chạy đua các bạn ơi. Wow, đẹp. Mình thích chiếc kia hơn, mình thích chiếc kia hơn các bạn ơi. Chiếc này này giống như là Formula One, nó là Formula E. Đấy, mời các bạn thích chiếc nào hơn, nó có hai chiếc này thôi nha. Hai chiếc này thôi. Wow. Wow, đẹp ha. Bỏ lại các bạn. À, yeah. Bỏ lại nó, bỏ lại. Ồ, cái hộp này xếp lên được luôn hết ta. Rồi, Lego nó cũng năm nay nó cũng có cái nón magic hả ta, cái nón của Harry Potter. Có con Lion King nữa nè các bạn. Wow, Lion King 110. Wow, quay các bạn coi luôn, đẹp quá. Có không? Có xem phim. Wow. Con Lion King này bự các bạn. Wow. Sao mình lấy được ta?
đây lấy xuống quay cho các bạn coi chơi. Wow, con này tới 110 các bạn. Wow, con này mắc dữ vậy. Con này nó lớn, lớn nhìn nó lớn quá. Ồ, này quay đồ chơi cho bạn coi nó ghê nha. Ủa, nó cho mình cái hộp không ta? Nhìn nó đâu cho mình cái hộp không? Hộp xúc ra. Bạn nào thích Lion King nha. Oh. Star Wars. Wow. Phi thuyền. Oh, chiếc này cũng không đẹp lắm. Chiếc này không đẹp mà. Chiếc này tới 68 đồng, thấy không đẹp. Wow, thấy cái bộ này đẹp quá, bộ này 2D movie. Bộ này nhìn thấy đẹp đẹp quay các bạn coi chơi. Ồ, nó lại hộp này hết không? À, 30 đồng. Quay với các bạn thích chân Giáng sinh, mấy cái nhân vật tí hon, một cái làng giống như một cái village chứ các bạn, một cái làng. Đó, quay cho các bạn coi chưa, 30 cũng được, 30 cũng được. Rồi các bạn nào thích chơi búp bê nha, búp bê có luôn, búp bê nha, búp bê. Thường thường trong phim Disney nha các bạn, Frozen rồi Encanto gì đây, phim gì đây các bạn. Ồ, rồi có cái này, có phim này, phim gì ta, con heo dễ thương quá à. Ok, chúa này sao nó không để tên ta. Rapunzel, nó không để tên ha. Thôi bạn nào thích chơi búp bê thì ấy biết, mình không biết tên các bạn ơi. Búp bê Frozen. Trời ơi, thú vong, quá chừng thú vong luôn. Wow. Thú vong, quá chừng thú vong. Heo, con gì, từ lưa, hột dưa. Ồ, mấy đứa nhỏ này nó thích mà nó mua về nó dục không. Ồ, cái nó êm lắm các bạn, nó êm lắm. Thú vong, quá chừng thú vong rồi con này. Mấy đứa con nhà mình nó mua đầy á các bạn ơi. Mua đầy nó chất trên giường đó. Êm lắm các bạn, êm lắm. Nhìn êm. Khá là êm. Ồ, rẻ quá hả, nó sale còn có 8 đồng à. Ồ, quá chừng. Thank you.